Xin chào bạn độc giả của lập trình không khó. Buổi hôm trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc điều khiển if else ở trong ngôn ngữ C. Hôm nay chúng ta sẽ một bài tập thực hành về cấu trúc điều khiển if else. Đó là chúng ta sẽ thực hành làm bài tập xếp loại học sinh dựa trên điểm số. Thì đây là bài tập mà chúng ta đề bài của chúng ta. Thì đề bài sẽ yêu cầu bạn nhập vào 3 điểm của 3 môn toán, văn, anh của một học sinh bất kỳ và sau đó bạn phải viết chương trình để đưa ra được cái xếp loại của học sinh đó dựa trên điểm trung bình theo một cái quy tắc mình đã liệt kê ở đây. Thì nhỏ hơn 4 là sẽ là yếu, từ 4 đến dưới 6,5 thì là trung bình, từ 6,5 đến dưới 8 thì là khá, còn từ 8 trở lên là giỏi. Thì các bạn sẽ viết một chương trình sử dụng cấu trúc if else để giải quyết bài tập này. Thì làm thì làm, đầu tiên chúng ta vẫn phải khai báo thư viện và viết tên hàm main. Thì kỹ năng khi các bạn viết code thì các bạn nên viết như thế này. Đó. Các bạn nên viết và mỗi khi viết cái mục mở ngoặc thì nên có đóng ngoặc. Thì bây giờ đa phần các IDE đều hỗ trợ cái việc tạo ngoặc đóng rồi. Thì các bạn nên viết này, sau đó các bạn triển khai thì triển khai. Thì các bạn sẽ tránh bị quên và hạn chế ít bị lỗi hơn. Thì bây giờ mình sẽ nhập vào điểm 3 môn của các bạn sinh viên nhé. Thì các bạn nhập điểm 3 môn đúng không? Mà điểm thì có thể là số thực đúng không các bạn? Thế nên chúng ta khai báo float điểm toán. Điểm văn. Điểm anh. Điểm toán bằng scan. Các bạn nhớ số thực là phần trăm gì không ạ? Và các bạn nhớ chuyển địa chỉ vào điểm toán CV, Ctrl C, Ctrl V nhé. Điểm bằng và điểm ảnh. Mình vừa làm gì vậy? Mình quen tay nhưng không ngờ cái thằng IDE này hỗ trợ luôn các bạn ạ. Nó là format code. Format code. Bộ phím là Alt E. Shift F. Giả sử nhá, mình tab vào một cái này. Alt Shift F. Nó làm cho code của mình xuống nhiều dòng này. Được rồi, sau khi chúng ta nhập xong thì bây giờ chúng ta cần tính điểm trung bình đúng không? Thì các bạn cần một biến là biến điểm trung bình. Thì các bạn nên khai báo ở trên này, khai báo ở chung một chỗ. Thì điểm trung bình các bạn đơn giản thôi đúng không? Tổng có 3 môn. Điểm văn này. Điểm anh và các bạn chia cho 3. Vì lý do là cái tạm biến này là số thực của, cho nên là chúng ta không nhắc kiểu nữa, mặc định như thế này kết quả này sẽ cho ra chúng ta số thực đúng rồi. Chúng ta chỉ cần nhắc kiểu từ hoặc mẫu trong trường hợp tất cả các biến của chúng ta, các giá trị trong biểu thức của chúng ta là số nguyên thôi. Thì mình đã nhắc ở một bài học nào đó trước rồi, hôm nay mình nhắc lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc if else để xếp loại điểm sinh viên thôi. Thì các bạn có thể sử dụng qua define này, define là xếp loại rồi, kiểu như vậy, khá, xếp loại khá. Thì mình muốn cho các bạn sử dụng cái define này thôi. Xếp loại trung bình. Yếu. Là xếp loại yếu. Thì mình muốn các bạn làm quen với define. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra đúng không các bạn? Các bạn nên kiểm tra theo chiều nào? Các bạn nên kiểm tra một là lần lượt từ dưới lên, hai là từ trên xuống.
Đó. Thì giả sử ở đây mình sẽ kiểm tra từ dưới lên nhé. Thì dưới lên các bạn làm nào? Các bạn sẽ lọc hết những ai nếu điểm 4.0 trước, nhỏ hơn 4.0 trước, họ xếp yếu, họ xếp bên trung bình, họ xếp bên khá. Không giỏi. If nếu nhỏ hơn 4 thì yếu. L if đấy, nhỏ hơn 6.5 thì là trung bình. L if nhỏ hơn 8. Đấy, mình sẽ viết nhé. Mình sẽ điểm trung bình nhỏ hơn 4 này. Nếu mà cái điểm trung bình nhỏ hơn 4 thì nó sẽ nhảy vào cái khối này đúng không ạ? Mình ăn xích thép này, nó sẽ nhảy cái dòng cái này xuống cái dòng dưới. Mặc dù style code của mình quen để cái này ở trên này, nhưng mà Visual Studio Code nó ép mình phải dùng vậy. Thế có thể chấp nhận. Print TF tiêu. Đó, các bạn chỉ việc in đơn giản vậy thôi. L thì ở L đây là gì các bạn? Điểm trung bình, nếu nó nhảy vào cái L này thì điểm trung bình chắc chắn sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Nhưng bây giờ mình muốn xếp loại chỉ lấy thằng trung bình thôi thì mình sẽ thêm if này. Chắc chắn lớn hơn bằng 4 rồi đúng không các bạn? Tức là nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện này rồi. Đó, chắc chắn lớn bằng 4 rồi thì mình chỉ cần kiểm tra cái đầu này thôi, tức là nhỏ hơn 6.5 hoặc tròn nha các bạn. Nếu if điểm trung bình nhỏ hơn 6.5 thì các bạn print ra là trung bình đúng không? Thì L này ở lần này sẽ là gì các bạn? Thì điểm nó không nhỏ hơn 4, cũng không nhỏ hơn 6.5 thì nó chắc chắn sẽ lớn hơn bằng 6.5. Đó, lớn bằng 6.5 thì sẽ rơi vào cận hai cái này. Thì mình sẽ sàng lọc ra lấy khá thôi, tức là nhỏ hơn 8.0. Thì ở lần này thì nó là lần này là gì các bạn? Không nhỏ hơn 4, không nhỏ hơn 6.5, cũng không nhỏ hơn 8 thì chắc chắn là lớn bằng 8. Mà lớn bằng 8 thì chắc chắn là giỏi rồi. Chỉ ghi ra thôi. Thì chương trình cũng khá là đơn giản. Cấu trúc email không gì phức tạp. Bài học này mình chủ yếu muốn nói các bạn cách để từ một bài toán thực tế để chúng ta ra được cấu trúc email làm sao cho đơn giản, dễ hiểu nhất. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan gì đến cái phần quá trình này thì các bạn có thể đặt lại câu hỏi cho mình để mình sẽ giải thích cho các bạn, hoặc cần thiết mình sẽ tạo làm lại một video hoặc là quay các video clip liên quan đến nội dung bạn cần thắc mắc để giải thích cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang đây 14 sử điểm toán. Bây giờ mình nhập của mình nhé, ngày xưa mình học hơi kém, giả sử toán mình được 7, điểm văn văn được 8 này và điểm anh được 4 này. Đó, xếp loại trung bình. Đó. Tại sao xếp loại trung bình? Các bạn không biết tại sao xếp loại trung bình đúng không? Thì mình sẽ in ra điểm trung bình nữa. Chúng ta in điểm trung bình làm bằng cách nào? Thì chúng ta có thể in ra là TF này, thêm một cái điểm trung bình bằng gọi như thêm sờ nờ nhé. Đáng nhẽ trên này mình phải thêm sờ nờ đây này. Cái define rất là vi diệu nhé. Các bạn có thể xem bài define trong ngữ C ở trên code của mình, các bạn sẽ thấy phần trăm chấm 2F. Mình chỉ cần lấy hai chữ phân thôi. Mình lấy phần trăm chấm 2F. Đây, nó biến hình lại. Điểm trung bình là 6.33 là xếp loại trung bình là đúng không các bạn? Đó. Thì bài học hôm nay thì đến đây là kết thúc. Buổi học sau thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp bài học tiếp theo. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bài học mới nhất của Lập Trình Không Khó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.